Ê Huy. Anh Huy. Anh Huy ơi. Anh Huy. Huy ơi. Anh Huy ơi. Ủa? Anh Huy. Không ai biết đâu. Quá sức rồi. Dạ, xin được gửi lời chào đến Tôn Tuấn Kiệt và Gia Linh Nguyễn đã đến với chuyến hành trình của Bách Nghệ Kỳ Thú. Bên cạnh đó em còn làm diễn viên, bây giờ chị muốn buồn, vui hay là giận hờn sao chị chỉ còn yêu cầu thì em sẽ gọi là biểu cảm theo yêu cầu của chị được chưa ạ? Vui đi. Có thấy chị đang lạc trình chung chung. Anh em đang vui. Chị chưa vui. Không có ai vui hết. Lặp lại đi em. 3, 2, 1, vô. Còn bên đây chưa? Dạ. Đầu tiên chấm lửa. Ít chết rồi, chỉnh tố lửa. Tố lên, lửa là chọt vô cho nó khói lên. Nhanh chóng lên nha. Tới 3 cái bánh tráng lần đó. Thời gian đang trôi qua. Wow, dở quá. Đó chỉ là những lời khen thôi. Lên đi. Lấy củi chùm vô để đút sau quá nó không cháy. À được, sau quá không cháy. Ở trong phút chờ đợi em phải đút thêm. Có việc cửa giúp không chị, lại chùm lửa giùm không được. Không được. Phải để cho các bạn làm hết vượt qua thử thách này. Phải là chùm lửa trước. Phải chùm lửa trước. Nhanh chóng lên. Cái đầu tiên, hãy xem Tôn Tuấn Kiệt lấy ra được có tròn nguyên vẹn hay không. Kỹ thuật rất điêu luyện cho tất cả quý vị. Rồi, đôi tay rất khéo léo. Vâng, đó chỉ là 50% thôi. 50% còn lại mới là quan trọng đây. Rồi, tiếp tục với cái thứ hai. Cái đầu tiên xem ra khá là nguyên vẹn. Trên nữa đi. Thấy liền. Trên cao nguyên. Nó phải bốc khói nhiều, nó phải là phùng phục. Giúp đi, cho chị giúp đi. Cô giáo chỉ là cho cô giáo phụ lửa đi. Chứ bây giờ nó nhiều thứ quá. Không được. Nếu như cuộc đời đưa đẩy, có một ngày nào đó những cái công việc hiện tại nó không còn thuận lợi nữa, biết đâu em lại là bánh tráng Gia Linh xin mời thì sao ạ?